Con về rồi đấy à? Dạ. Con thay đồ rồi xuống ăn cơm. Vâng ạ. Con ngồi ăn cơm đi. Ba cũng thích nấu ăn à? Thích chứ. Thời của bố, việc nhà là việc của trẻ con. Người lớn chỉ việc ra ngoài kiếm tiền mang về thôi. Đến quần áo cũng không phải giặt. Con cái thì đứa lớn chăm đứa bé, cho nên việc gì cũng biết làm hết. Bố nghe nói con thích ăn chả xương sông. Từ nay thích món gì, con cứ bảo bố nhé. Thật ra không phải là bố không muốn gặp lại con, hay là vì sĩ diện này nọ, nhưng bố nghĩ những ngày tháng con còn bé, bố chưa từng nuôi dưỡng chăm sóc con ngày nào. Đến khi con lớn lên, những điều bố bù đắp cho con cuối cùng lại chính là những điều làm con bị tổn thương. Bố chẳng làm gì được cho con cả. Bố chưa từng làm bố một ngày đúng nghĩa. Vậy thì giờ đây có lý do gì để bố làm phiền con? Nếu con sống một mình thì cái quá khứ tù tội của bố sẽ không làm ảnh hưởng đến con. Sẽ không có ai gièm pha, chọc ngoáy này nọ tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ bố vẫn nhầm. Con đã từng nói với bố, bố có thể không quan tâm đến đứa con mà mình sứt ruột đẻ ra, nhưng con thì không thể như thế. Nên nếu bố vẫn ở một mình trên đó, sẽ chỉ làm con thêm bận lòng. Vậy thì bố về đây, ít nhất con cũng không phải day dứt vì chưa thực hiện được lời hứa với mẹ của con. Bố biết, giờ đây không chỉ có con mà cả bố nữa. Khi đối diện với nhau vẫn có những điều khó xử. Bố sẽ cố gắng hết sức. Được không?
thấy không thoải mái. Không cần phải gượng ép bản thân mình đâu. Bố sẽ chờ đến khi nào con sẵn sàng. Nhưng bố... bố phải muốn được gọi con là con. Nếu điều đó không làm con khó chịu, để cháu lấy cơm nha bác.